mặt hàng tôm hùm cũng đang trong tình trạng dư ế, giá giảm sâu những ngày qua, đặc biệt là tại tỉnh Khánh Hòa. Trước tình trạng này, các doanh nghiệp tại đây đang tích cực tham gia hỗ trợ tiêu thụ đối với mặt hàng này. Cụ thể, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 2, công ty xuất nhập khẩu hải sản Nha Trang đã thu mua tại huyện Vạn Ninh và thành phố Cam Ranh với số lượng 5 tấn một ngày, với mức giá từ 400 đến 600 ngàn đồng 1 kg. Toàn bộ tôm hùm sẽ được đưa đến hệ thống các siêu thị Vinmart trên cả nước để tiêu thụ với giá không lợi nhuận. Ngoài doanh nghiệp này, hiện 3 hệ thống siêu thị khác trên địa bàn thành phố Nha Trang gồm Mega Market, Big C và Lotte Mart cũng triển khai chương trình hỗ trợ với mức giá giảm từ 30 đến 45% so với trước. Dù được giải cứu nhưng đến nay toàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tồn gần 590 tấn tôm hùm xanh và tôm hùm bông tại thành phố Cam Ranh, huyện Vạn Ninh và thành phố Nha Trang. Hạn mặn và biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra rất nhiều khó khăn cho bà con trên địa bàn của đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình trạng này thì nhiều người dân đã bắt đầu có cho mình những hướng đi mới, tiếp cận khoa học công nghệ để giảm thiểu tác động từ khí hậu môi trường. Nhờ mô hình trồng rau thủy canh của mình, một nông dân tại Sóc Trăng đã có thể chống chọi với hạn mặn một cách hiệu quả, đồng thời có thu nhập khá với những sản phẩm rau sạch của mình. Trung tuần tháng Giêng năm nay, anh Dương Văn Thừa bắt đầu thực hiện mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới. Trên diện tích 500m², anh Thừa cho lắp đặt 7 giàn thủy canh, mỗi giàn 6 máng với 26 lỗ, trồng các loại rau cải như rau muống, cải xanh, cải xà lách tím, cải bó xôi. Mỗi tháng anh xuất bán khoảng 150kg rau với giá trung bình 30.000 đồng 1kg, cao gấp đôi thị trường. Sau khi trừ chi phí, anh thu lãi hàng triệu đồng. Trước mắt thì thấy rau nó cũng phát triển tốt, thích hợp khí hậu ở vùng này, thấy phấn khởi. Giá thì cũng tương đối ổn định, có thể như là thị trường là 10.000 thì giá mình bán cao hơn được khoảng cả 20.000 một ký. So nhưng mà nhẹ công chăm sóc, khỏi làm cỏ rồi. Những khoảng đất trống này thì trong thời gian tới thì cũng như tận dụng hết lẫn để trồng rau sạch cung cấp thị trường cho bà con trong xóm như xã rồi tiêu dùng. Với hệ thống nước tuần hoàn, mô hình này giúp tiết kiệm nước một cách tối đa, phù hợp với bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn đang ngày càng tác động mạnh đến nông nghiệp. Ngoài ra, anh Thừa cũng tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giúp sản phẩm làm ra có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Cái mô hình gốc phát triển phù hợp với cái điều kiện khí hậu hiện nay. Thì do cái mô hình này không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, không dùng thuốc bảo vệ thực vật để phun xịt, do đó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trồng rau thủy canh trong nhà lưới được đánh giá là mô hình cho chất lượng sản phẩm tốt, tiết kiệm tài nguyên đất, nước mà vẫn mang lại hiệu quả cao cho người nông dân. Trong bối cảnh xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu hiện nay thì đây sẽ là hướng đi tốt cho bà con phát triển kinh tế. Thương vụ Việt Nam tại Úc đã tích cực xúc tiến để doanh nghiệp đưa 5 tấn thanh long ruột đỏ vào thị trường này. Theo thông tin từ cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Úc, 5 tấn thanh long ruột đỏ đã được công ty xuất nhập khẩu Đà Lạt có trụ sở tại thành phố Melbourne mua từ Long An. Thời điểm hiện tại cũng đang là mùa thanh long của Úc, nên việc nhập khẩu thanh long Việt Nam gặp nhiều thách thức. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng Úc có thể so sánh thanh long trắng của nước này với thanh long ruột đỏ của Việt Nam, tạo cơ hội để thanh long Việt Nam khẳng định chất lượng tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới. Bà con kiều bào tại Úc cũng đã góp công sức lớn để xuất khẩu thành công lô thanh long vào thị trường này. Thanh long Việt Nam chính thức được cấp phép nhập khẩu vào Úc kể từ tháng 7 năm 2017, sau hơn 9 năm đàm phán. Đáng chú ý là đến nay, Úc mới chỉ mở cửa thị trường thanh long với duy nhất của nước ta. Thưa quý vị, với mong muốn hỗ trợ người trồng thanh long trong lúc loại nông sản này ế thừa, ông chủ một hệ thống bánh mì ở thành phố Hồ Chí Minh đã thu mua thanh long và chế biến nên nhiều loại bánh mì độc đáo. Mỗi ngày thì có tới hàng trăm người dân thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng để chờ mua cho được bánh mì thanh long. Phần vì tò mò, phần vì loại bánh mì này cũng có hương vị rất riêng. Tuy vậy thì việc chế biến bánh mì thanh long này sẽ khó mà có thể duy trì khi mà giá thanh long đã tăng cao trở lại. Câu chuyện này cũng lý giải phần nào tình trạng trái cây nước ta vẫn chủ yếu là chỉ để ăn tươi và xuất khẩu thô chứ chưa để thể biến bởi vì là vô cùng gian nan. Nhanh thì 30 phút, lâu thì phải hơn 1 tiếng đồng hồ, những khách hàng này mới mua được bánh mì thanh long. Hơn 10 ngày nay, một cửa hàng bán bánh mì trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh luôn có hàng trăm người xếp hàng dài để chờ đến lượt. Xếp hàng cũng được gần tiếng đồng hồ rồi nhưng mà bây giờ em vẫn chưa mua được cái loại bánh mì mà em mong muốn. Bây giờ mọi người đông quá. Một lần ra hình như em nghe nói là được 100 mấy á, thì tới lượt em là chưa tới lượt em nữa là hết rồi, cho nên bây giờ em đứng em chờ tiếp ạ. Thanh long xay nhuyễn sẽ có thể thay thế 60% lượng nước làm bánh.
từ 200 kg thanh long ban đầu, đến nay mỗi ngày xưởng sản xuất này tiêu thụ gần 2 tấn thanh long và làm ra hơn 33.000 ổ bánh mì nhưng vẫn không đủ bán. Chiếc bánh mì ra đời mang nhiều ý nghĩa nên được lòng người dân thành phố. Ngoài sự tò mò về một sản phẩm mới, người dân Sài Gòn cũng muốn chung tay giải cứu nông sản của nông dân Việt. Mấy đứa em, mấy đứa cháu sớm nó mua giờ nó ăn nó cũng ngon, ra thử sẵn mình cũng nghe thanh long người nông dân ta trồng ta cũng bị thất bại, hôm nay nói chung là mình cũng ủng hộ. Tâm lý thì mọi người cũng muốn ăn thử cho biết, với lại giải cứu thứ hai là nơi đại sơn, giải cứu nông sản Việt Nam nên ai cũng muốn thử cho biết, bởi vì chấp nhận chờ đông, chờ lâu. Theo ông Cao Sư Lực, người đã sáng tạo nên bánh mì thanh long, mặc dù đang rất được người tiêu dùng đón nhận, nhưng các loại bánh mì này sẽ chỉ còn được bán trên thị trường trong vài ngày tới. Bởi hiện nay, giá thanh long đã tăng mạnh khi thương lái Trung Quốc thu mua trở lại. Nguồn nguyên liệu giá cao sẽ khó đảm bảo điều kiện sản xuất. Nếu mà trường hợp cái giá cả hợp lý hoặc là tôi cũng đâu sai khoảng chừng 10.000 tới 15.000 gì đó, cái đó tôi chấp nhận tôi đưa về sản xuất thì nó hợp lý hơn. Nếu mà đó 30-40 ngàn này kia thì người ta mua về ăn, người ta xuất khẩu này kia, mình không nên dành với người ta là làm để đôn cái giá thành cao lên. Bánh mì thanh long có thể xem là sáng kiến truyền cảm hứng trong chế biến sâu các loại nông sản. Thanh long hay bất kỳ loại nông sản nào, một khi được đầu tư chế biến sâu sẽ tạo ra nhiều sản phẩm nhằm gia tăng giá trị và giải quyết vấn đề đầu ra bền vững cho nông sản. Tuy vậy, sáng kiến này cũng sẽ dễ dàng chết yểu khi mà nguồn nguyên liệu và giá cả không ổn định. Thưa quý vị, trước tình trạng hạn hán xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt ở các nước vùng hạ du sông Mekong, mới đây thì đã tuyên bố xả đập thủy điện trên sông Mekong để hỗ trợ các nước, trong đó thì có vùng đồng bằng sông Cửu Long của nước ta đang bị hạn mặn gay gắt. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ, nước xả từ đập này sẽ không tới được đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Tuấn, năm 2016, từng xả đập với lưu lượng 2.100 m khối trên giây, nhưng nước còn không tới được đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, lần này lưu lượng nước xả chỉ ở mức 850 m khối trên giây, sẽ phải mất 3 tuần nước mới tới được đồng bằng sông Cửu Long. Chưa nói tới việc các nước thượng nguồn khác như Thái Lan, Lào cũng lấy nước. Hiện đã gần hết mùa khô, mới xả đập, nếu nước tới được đồng bằng sông Cửu Long thì lúc đó lúa đang thiếu nước ở đây cũng đã chết hết. Vì vậy, việc có nước ở đồng bằng sông Cửu Long từ việc xả này là không thể. Thưa quý vị, từ đầu tháng 2 đến nay, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hầu như là không có mưa. Do ảnh hưởng của chiều cường, xâm nhập mặn đã tăng cao và xâm nhập sâu vào các cửa sông ở đồng bằng sông Cửu Long. Cũng liên quan đến tình hình hạn mặn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nơi được mệnh danh là xứ sở cây lành trái ngọt cũng đang bị ảnh hưởng nặng bởi tình hình xâm nhập mặn. So với nhiều năm, đặc biệt là năm 2016, đợt hạn mặn lịch sử lần này còn diễn ra gay gắt hơn, độ mặn cao hơn và xâm nhập sâu vào nội đồng. Là xã tuyến đầu của huyện Chợ Lách, Phú Phụng nằm bên hai con sông lớn đó là Cổ Chiên và Hàm Luông. Trước đây thì địa phương này có nước ngọt quanh năm, nhưng hiện tại điều này thì đã không còn đúng nữa. Nước mặn đã xâm nhập khiến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình trạng này thì chính quyền địa phương và người dân đã có những phương án ứng phó. Trên nhánh sông Hàm Luông, địa phận xã Phú Phụng, độ mặn cao nhất được ghi nhận mới đây là gần 2 phần nghìn. Hơn 700 hectare diện tích trồng cây ăn trái của xã, chủ yếu là chôm chôm, bị đe dọa. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của hạn mặn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai xã Phú Phụng đã phân công các thành viên tổ chức đo độ mặn tại các điểm đo trên sông Hàm Luông và Cổ Chiên. Kịp thời thông tin tới người dân thông qua hệ thống truyền thanh của xã và tổ thông tin các ấp. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức điểm đo độ mặn miễn phí cho bà con tại Ủy ban Nhân dân xã. Chỗ hội nông dân xã cũng đã cử một cán bộ để mà đi đo độ mặn thường xuyên, là mỗi một ngày là đo 2 lần theo con nước. Thì con nước lớn, nước cao điểm thì đo, rồi sau đó là sẽ gửi cho đài truyền thanh xã sẽ thông báo. Thì song song đó thì cũng đã có lo lưu động 5 tên 5 ấp để đi tuyên truyền vận động báo bà con là những cái hạn mặn. Đây là lần đầu tiên xã Phú Phụng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Để ứng phó, người dân đã áp dụng 2 giải pháp gồm trữ nước trong mương vườn và tưới tiết kiệm. Nói chung ở Phú Phụng là chưa có mặn lần nào. Đợt này thì nó quá bất ngờ, rồi người dân đây giờ ứng phó với mặn thì tạm thời là đóng cống và trữ nước ngọt trong mương. Ngoài ra, nhiều hộ còn bàn nhau làm nắp cống trong và ngoài các đập cống lớn
để chủ động trong việc dự trữ nước ngọt trong mương vườn, đồng thời luôn thận trọng trong việc tưới tiêu để cây trồng không bị nhiễm mặn. Bà con ráng để lo cái đập cống cho nó hoàn thành, đặng mà mình vét mương đồ lên. Đằng sau này á, nếu mà có mặn nhiều nữa thì mình đã chống mặn thì mình vét mương đồ lên để nắp bọng trong đồ lợi để mình tưới vườn cho nó lâu dài. Hiện xã Phú Phụng đang tập trung huy động mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt việc ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. Thưa quý vị, đa phần nông sản của nước ta, đặc biệt là rau quả, thủy sản tươi sống vẫn chủ yếu được xuất khẩu theo con đường tiểu ngạch sang thị trường, một thị trường đông dân nhất thế giới. Và mỗi khi thị trường này biến động khiến các cửa khẩu phải tạm đóng cửa, hay là trước đó, việc siết chặt hàng nhập khẩu tiểu ngạch, yêu cầu phải qua chính ngạch, thì hàng loạt mặt hàng nông sản của nước ta đã bị lao đao ngay lập tức. Và khi đó thì việc kêu gọi đẩy mạnh tiêu thụ trong nước lại được đặt ra, trong đó thì hệ thống hàng nghìn siêu thị lại được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên trên thực tế thì nông sản vào được các hệ thống siêu thị vô cùng gian nan, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là cánh đồng trồng rau cải bắp, súp lơ xanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Hạ Vĩ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 6 năm nay, trồng theo tiêu chuẩn rau an toàn và Việt Gáp đã được các nông dân này thực hiện. Tuy nhiên, trong 35 thành viên thì chỉ có 5 thành viên của hợp tác xã đưa được hàng vào siêu thị. Đây là cánh đồng cà chua của nhà ông Tuấn. Tuy mắc ký hợp đồng bao tiêu là 8.000 đồng 1 kg cà chua đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, số lượng vào siêu thị này cũng rất hạn chế. Vin thì mỗi ngày nó chỉ xuất có 1 tấn hàng thôi. Thế mà đủ cả 35 hộ thì không Vin nó không thể xuất hết được, nó thừa hàng. Sản lượng lớn rau an toàn Việt Gáp còn lại, các thành viên hợp tác xã Hạ Vĩ đành đem bán ở các chợ đầu mối, chợ dân sinh hoặc bán cho thương lái như nông sản trôi nổi trên thị trường. Đưa nông sản vào siêu thị luôn là bài toán khó với người nông dân bởi những yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Không chỉ vậy, giá thu mua của siêu thị luôn ở mức thấp với chiết khấu cao. Tình trạng lạm dụng vốn, thanh toán chậm cho bà con cũng rất phổ biến. Ngoài là có thể 9.000, nhưng công ty có thể thu mua được 6.000, nhưng mà tiền ngay thì là bà con không bán. Nhưng mà ngược lại thì công ty lại mua giá thấp, nhưng mà lại lợ bà con 4-5 tháng, thậm chí 6 tháng mới giảm. Do vậy mà hợp tác xã cũng rất là bí cho là. Có thể nói các siêu thị luôn ở cửa trên khi đàm phán thu mua nông sản. Việc định giá và chia sẻ lợi nhuận giữa siêu thị và người sản xuất chưa tìm được tiếng nói chung, đang khiến nông sản tiêu thụ qua siêu thị còn rất khiêm tốn, chưa tới 20%. Để cân bằng vấn đề lợi ích, để đảm bảo hai bên đều cùng thắng, chứ nếu này hiện nay là rất ép. Một cái mớ miến vào một siêu thị LT, tôi tiện không nói tên, là phải nhập từ 20 triệu. Mớ miến nội, rong giềng ấy. Như thế ngoài ra còn chiết khấu nữa, còn thanh toán chậm nữa. Tất cả những cái đó làm cho 10 quả xoài sạch mới vào được một quả ở siêu thị đấy. 9 quả là bán lơ vơ ở bên ngoài cùng với xoài bẩn. Và như thế là người tiêu dùng không biết phân biệt đâu là thật là giả. Người sản xuất thì không được giá trị gia tăng của cái phần lợi nhuận làm sạch của mình. Khó vào siêu thị, vì thế đa phần nông dân vẫn phải bán nông sản theo phương thức truyền thống là phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, chấp nhận giá cả bấp bênh. Vâng thưa quý vị, người nông dân thì luôn mong muốn có được một kênh tiêu thụ bền vững, giá cả ổn định, điển hình như là chuỗi các siêu thị, cửa hàng bán lẻ để có thể yên tâm sản xuất. Nhưng nhiều năm nay thì đây vẫn là bài toán khó đối với họ. Hệ thống tiêu thụ nông sản trong nước rõ ràng đang có quá nhiều hạn chế. Từ đó mà thị trường nội địa dù có tới 100 triệu dân với năng lực tiêu thụ nông sản lớn lại chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó thì việc thu mua để bán nông sản sang tuy là rủi ro, bấp bênh, song lại đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Hệ thống thương lái thu gom nông sản sẽ về tận cơ sở để thu mua với số lượng lớn, giá cả cũng cao hơn nhiều so với trong nước. Từ đó mà để giảm rủi ro, khai thác được thị trường trong nước, hệ thống tiêu thụ và sản xuất theo chuỗi cần phải thay đổi một cách mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày, siêu thị Big C tiêu thụ được 100 tấn thanh long, dưa hấu. Còn tại chuỗi siêu thị Hapro, chỉ hơn 10 ngày, hơn 200 tấn dưa hấu cũng đã được tiêu thụ. Rõ ràng năng lực tiêu thụ của siêu thị không hề nhỏ. Nhưng đó là khi bán hàng không lợi nhuận. Nếu cải thiện được về giá, nông sản vào siêu thị sẽ không thể nhỏ giọt như hiện nay. Chính những cái ép giá, ép chiết khấu của nhà bán lẻ, chính cái hạ tầng giao thông kém, chi phí tốn nhiều, logistics, chính cái gắn kết thông tin giữa nông dân và khâu bán lẻ không thông qua doanh nghiệp, nó bị đứt đoạn,
cho nên dẫn tới là cái sức tiêu thụ nó không phản ánh đúng của thị trường nội địa. Trong khi đó, đại diện siêu thị lại cho rằng nhiều người sản xuất lại chưa coi trọng thị trường nội địa. Khi mà cái xuất khẩu nó vẫn đều đều như thế thì bản thân người sản xuất là trồng cây này không hề có ý tưởng là muốn bán ở đâu, cái tiêu thụ ở đâu. Vậy thị trường Trung Quốc nó bao tiêu hết, giá rất cao, bán thị trường có khi không bằng, giá nội địa không bằng, thì người ta không có ý định, người ta không có quan tâm đến cái việc phải bán, xây dựng hệ thống cái thương mại nội địa, phát triển hệ thống cho tất cả trong bà con, cho người gần 100 triệu người dân này. Xuất phát điểm là cái vấn đề đó. Chỉ hơn một tuần trước, hàng trăm tấn thanh long rơi vào tình trạng ế thừa, giá bán chỉ vài nghìn đồng một kg vì không xuất khẩu được. Nhưng ngay khi xuất hiện tiểu thu mua trở lại, giá thanh long đã tăng gấp gần 10 lần. Tại nhiều nơi, giá thanh long xuất khẩu đã lên tới 35.000 đồng một kg. Với giá cao như thế này, thật không ngạc nhiên khi 90% sản lượng thanh long chỉ nhắm đến xuất khẩu. Để có vùng nguyên liệu chất lượng và giá thu mua ổn định, nhiều năm trở lại đây, siêu thị Hapro đã thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản với các địa phương. Tuy nhiên lại rất khó mở rộng vì doanh nghiệp phải đầu tư lớn, trong khi rủi ro lại khá cao. Nếu chính sách cái giá của Hapro thì mình cho là cũng thỏa đáng. Thật ra là rất nhiều các cái doanh nghiệp, ngay cả những sản phẩm đặc sản vùng miền ấy, họ vẫn đưa vào thường xuyên và chúng mình bên Hapro vẫn tiếp nhận thường xuyên để có sản phẩm bán cho bà con. Đến nay, dù hình thức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị đã được tập trung triển khai, song cả nước mới có hơn 1.200 chuỗi với hơn 3.200 địa điểm bán sản phẩm theo chuỗi nông sản an toàn thực phẩm. Để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, các chuyên gia cho rằng cần phải xây dựng các chợ đầu mối hiện đại đủ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Giao dịch nông sản phải được thông qua hợp đồng, khi đó sẽ không bị ép giá gây thua thiệt cho người sản xuất. Theo tôi, giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài. Giải pháp trước mắt ấy là phải tổ chức sản xuất lớn, tập hợp nông dân lại. Doanh nghiệp phải vào cuộc với nông dân. Nông dân ấy là cổ phần của nhà máy của doanh nghiệp. Và từ đó lời ăn lỗ chịu, luật hóa những cái gì có thể làm được để mua bán công khai minh bạch, xây dựng hạ tầng hệ thống phân phối, bao gồm chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại chợ, để làm cho đầu vào đầu ra nó hài hòa, mua bán có địa chỉ. Theo các chuyên gia, để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong thị trường nội địa, ngoài việc nông dân sản xuất theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp lớn được chia lợi nhuận xứng đáng, thì các chợ đầu mối quy mô lớn cần được xây dựng thay cho các mô hình chợ đầu mối đang hoạt động theo phương thức cũ hiện nay. Đó là chợ đầu mối không phải là nơi gom hàng mà là một sàn đấu giá minh bạch, công khai, đem lại lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng.